Hello, Tùng Anh xin kính chào các bạn nhé. Hôm nay thì Tùng Anh lại về được cho các bạn một dòng máy khoan pin nội địa thanh lý. Đó là dòng máy của hãng IAT. Đấy, em cũng không biết đọc là gì đâu, nhưng mà nói chung là nó thanh lý giá rẻ thì em lại về để bán cho anh em mình. Anh em nào cần thì có thể là ủng hộ em nhé. Mã của nó là IT này, CD16-16Y. Đấy, cái dòng này thì nó sử dụng pin là 16.8V, tức là pin 4 cell các bạn nhé. Đấy, dung lượng của pin là 1.500 mAh. Tốc độ chậm của nó là 400 vòng, tốc độ nhanh là 1.300 vòng. Và đầu kẹp là đầu kẹp 10 ni nhé. Con này giá rất là rẻ của anh chị ạ. Được đựng trong cái bao bì hộp đựng rất là đẹp như này. Đây là hộp mà khi mà anh em mình nhận hàng này. Đấy, bọc băng dính. Nhưng mà chắc chắn là khi mà anh em mình nhận hàng thì em sẽ bóc cái băng dính này ra. Đấy, để gửi cho anh em mình thì em sẽ kiểm tra pin sạc các thứ nó hoạt động ok không thì mới gửi nhé. Tại vì là hàng thanh lý ấy. Đấy, nên là cứ phải kiểm tra trước với anh chị nhé. Vẫn bảo hành cho anh em mình là 6 tháng tại vì cái máy này nó không có gì để bảo hành cả. Đấy, nó rất là chất lượng. Thì đây là cái dòng hàng nội địa. Đây. Một bộ sản phẩm nó sẽ đựng trong cái hộp giấy và bên trong là hộp nhựa như này. Đây quý anh chị nhìn rõ nhá. Đấy, hộp nhựa như này. Bên trong thì sẽ có giấy giới thiệu sản phẩm của hãng IAT này. Đấy. Tiếp theo nữa là một túi phụ kiện rất là nhiều chi tiết như này. Có cả con sâu này. Đấy, con sâu nắp néo này. Tiếp theo là bộ đầu khẩu nhỏ từ 4 đến 12 này. Một bộ mũi ăn vít, một bộ mũi khoan ha. Rất là nhiều quý anh chị này. Rất là nhiều nhá. Tiếp theo là những cái mũi bắn vít vào tường này. Đấy, vào tường. À, rồi, ok. Rồi, sản phẩm chính của nó là một pin này, một sạc này và một cái thân máy quý anh chị nhá. Đấy, thân máy thì sử dụng pin là pin 4 cell 16.8V. Đây. Con này đặc điểm ưu điểm của nó ấy, là nó có đèn báo pin này. Tiếp theo nữa là cao su. Cao su bọc thì rất là chắc chắn. Đấy, quý anh chị này. Cầm rất là sướng tay. Và anh mình có làm rơi thì nó có cao su này thì nó đỡ va đập quý anh chị nhá. Con này có 18 cấp độ trượt này và ưu điểm của nó nữa là con này có búa. Những cái hệ thường thấy là ví dụ pin máy khoan pin 4 cell thì thường thường không có búa các bạn nhé. Nhưng con này là có búa này, có một chức năng búa thì sẽ hỗ trợ anh em mình khoan mũi 6, khoan tường mũi 6. Đấy, cam kết cho em là chỉ khoan tường tầm mũi 6 thôi. Anh nào cố nắm lên mũi 8 chứ không khoan được mũi 10 đâu. Đấy, tại vì máy khoan là dòng nhỏ gọn mà. Tiếp theo nó là hai tốc nhanh chậm này, tốc chậm và tốc nhanh. Đấy, như nó đã nói rồi, tốc chậm của nó là 400 vòng và tốc nhanh là 1.300 vòng. Đấy. Khá là ok các bạn nhé. Động cơ chổi than, có đèn báo pin. Đấy, giá một bộ sản phẩm này chỉ có 450.000 thôi. Đấy, 450.000 em bao ship. Sau đây thì em sẽ test cho quý anh chị sản phẩm này nhé. Đấy, pin là pin 4 cell này. Con này sẽ chung pin với Hukan XC5. Đấy, và các dòng cát tôn mà em đang bán. Nói chung là nhỏ gọn, xài gia đình ok ha. Đấy, sau đây em test cho các bác xem. Đầu tiên thì em sẽ test viên gỗ 4 cạnh các bác xem. Đấy, đốt cái mũi 4 cạnh vào. Kéo với nước 2 các bác nhé. Đấy. Đấy, kéo với nước 2, siết cho chặt ha. Đẩy đến tâm 1. Chạy khá là đồng tâm ha. Đấy, em sẽ để về chế độ bắn vít này. Đây chế độ bắn vít này. Đấy, chế độ bắn vít nhá. Và để ở cái cấp độ trượt 1 này. Đó. Bắn thử các bác xem. Với cấp độ trượt 1 thì nó chỉ nhiên được như này thôi. Đấy, em sẽ tăng cấp độ trượt lên. Cỡ khoảng tầm 13 đi. Đấy, 13 nó vào sâu thêm một tí nữa. Là cái cấp độ trượt này nó khá là nhạy các bạn nhé. Em đẩy lên 18 này. Đấy, lên 18 thì nó bắn được con vít vào luôn cái gỗ. Ha. Đây, lại còn nữa, 18 này. Ok chưa các bác. Đây là cấp độ trượt nhá. Anh em muốn khỏe hơn thì chuyển sang cho em chế độ khoan. Đó. Chuyển sang chế độ khoan này. Thì nó bắn vít nó sẽ khỏe hơn. Đấy, một phát một luôn. Tiếp theo này. Ok. Đầu tiên em sẽ thử cái sắt hộp nhá. Đấy, sắt hộp này gì dày khoảng tầm 1 ni 4 thôi. Đấy, 1 ni 4.
Đấy, kịch rồi các bạn. Cái vít này vít dài nên là nó bắn nó sẽ không xuyên được hai lớp. Đây, bắn lại các bạn xem. Đấy, rất là ok các bạn nhé. Bây giờ sẽ thử kép bài mạnh hơn là sắt hộp dày 5 ly. Cái này là nó đã hết, nó đã yếu này, anh em mình kéo với nước 2 nhá. Đấy, kéo cho em với nước 2. Đây, kéo với nước 2 này. Đấy, rất là khỏe các bạn nhá, kéo với nước 2 rất là khỏe, sắt dày 5 ly bán được luôn. Đấy mà giá chỉ có 450.000 thôi. Rồi, đây em sẽ test khoan gạch mũi 6 các bạn nhá. Đây, đây là cái nát gạch này em cắt ra các bạn ơi. Rất là lực các bạn nhé, khoan mũi khoan tường như này mà nó không bị ngắt mạch này, đấy tức là pin nó rất là tốt luôn, rất là ngon luôn. Rất là ok các bạn nhé.